Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình và mình là Tiểu Sư Phụ Ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn về chương trình Kickstarter đến từ sàn MEXC Chương trình bỏ phiếu niêm yết để giành được giải thưởng chia sẻ lên tới là 235 triệu 294 118 trên Pets. Đây là chương trình Aerobe miễn phí dành cho các bạn có đồng token MX ở trên sàn MEXC để các bạn có thể tham gia Kickstarter nhé các bạn Đấy, À, ở đây thì các bạn có thể xem chi tiết của cái à, chương trình à, này ở trên bài viết của nó nhé MEXC Global rất vui mừng ra mắt cuộc thi Kickstarter Một cuộc thi niêm yết do nhóm dự án khởi xướng trên MEXC Trước khi ra mắt, nơi người dùng có thể stack token để bỏ phiếu cho một mục tiêu đã định trước Sau khi đạt được mục tiêu, quá trình niêm yết sẽ được bắt đầu Và các đợt EROPE mã thông báo miễn phí được À, sắp xếp theo những người tham gia trước khi niêm yết nhé Có nghĩa là các bạn sẽ sử dụng đồng token sàn của sàn MXC để vote cho cái uh, dự án này Nếu như vốt uh, vote thành công dự án được list ở trên sàn MXC rồi Thì các bạn sẽ được chia sẻ phần thưởng uh, EROP hoàn toàn free nhé các bạn Một chút thông tin đến từ cái dự án này uh, Tên dự án là trên pet này Tổng công là Tổng cung là 100 100 tỷ nhé các bạn Đấy, tổng cung là 100 tỷ. Đồng token của nó là CEP và các bạn có thể uh, check uh, thông tin đến từ cái dự án này ở trên trang web chủ của nó là web.cep.com nhé Đấy, thì uh, đây là một cái uh, token chạy trên nền tảng của BEP20. Các bạn có thể xem tất cả những thông tin uh, từ Tele, Twitter, Discord, uh, Medium cũng như là White whitepaper của dự án này tí nữa mình sẽ đặt cái đường link ở phần mô tả cho anh em có thể tham khảo nhé và đây là giới thiệu tóm tắt à, về dự án này trên pet cam kết xây dựng cầu nối giữa trò chơi Earn và người chơi đồng thời người chơi xác định nền kinh tế của quyền sở hữu trong trên pet người chơi có rất là nhiều cách để kiếm được thu nhập trò chơi trên pet là một hoạt động trực tuyến có sự tham gia và đón nhận cao của công chúng với việc trao À, quyền cho cơ chế blockchain và mã token này tình trạng tập trung cao độ trong trò chơi web 2 có thể được thay đổi à, tài sản trò chơi và doanh thu trò chơi có thể được trả cho người chơi kiểu như dạng play đấy các bạn các bạn vừa chơi mà các bạn vừa kiếm được uh, doanh thu đấy Ok thì uh, làm thế nào để có thể tham gia này người dùng có thể stack đồng token sàn MX để có thể tham gia bỏ phiếu và có cơ hội giành được phần thưởng miễn phí nhé. Thời gian bỏ phiếu thì là từ ngày 26 từ lúc à, 10 giờ 30 ngày 26 cho tới ngày cho tới 17 giờ 50 ngày 26 giờ Việt Nam và thời gian giao dịch là 21 giờ ngày 27 thì nó sẽ niêm yết luôn ở trên sàn MSC nhé các bạn. Đấy, nạp rút thì đã được mở này, link bỏ phiếu này, link bỏ phiếu thì các bạn có thể truy cập vào đây các bạn sẽ thấy được là ongoing có nghĩa là đang diễn ra này các bạn có thể ấn vào đây để xem chi tiết thì uh, hiện tại thì các bạn có thể ấn vào đây chúng ta chưa thể bỏ phiếu bởi vì cái thời gian nó chưa diễn ra nhé có nghĩa là ngày mai thì chúng ta mới có thể bắt đầu tham gia vào phần bỏ phiếu các bạn có thể uh, stack toàn bộ số lượng token MX này để có thể tham gia nhận thưởng nhá. Có nghĩa là các bạn stack càng nhiều đồng MX thì uh, cái chương trình Aerobe của nó uh, dành cho các bạn khi mà nó được list trên sàn thành công thì sẽ là càng nhiều nhá. Đây là một dự án rất là tiềm năng và hứa hẹn sẽ mang lại rất là nhiều giá trị cho các bạn khi các bạn tham gia vào cái chương trình uh, Kickstarter của nó nhá. Đấy. Đây các bạn có thể xem chi tiết của Aerobe này giải thưởng này tất cả người dùng là 190 triệu cp này các đại lý này các đại lý thì các bạn có thể truy cập vào đây đấy các bạn có thể sử dụng đây các bạn có thể xem chi tiết ở đây này đấy tách toàn bộ sau đấy các bạn nhấn bỏ phiếu ok xong Ngoài ra thì các bạn có thể xem thêm các điều kiện này Token đã được stack sẽ được hoàn lại sau khi kết thúc sự kiện này Bạn sẽ không phải trả phí khi tham gia sự kiện Kickstarter Người dùng tham gia sự kiện này phải hoàn thành xác minh KIC tài khoản Có nghĩa là các bạn cần phải đăng ký và xác minh KIC tài khoản ở trên sàn MXC Để có thể tham gia vào chương trình đồng CPET này nhé Đấy Và M... sàn MXC thì có quyền giải thích cuối cùng về sự kiện này Ok. Như vậy là mình đã giới thiệu xong cho các bạn về cái sự kiện MEXC Kickstarter bỏ phiếu niêm yết để giành được tổng giải thưởng uh, token trên Pet Erop hoàn toàn free dành cho các bạn sở hữu cái đồng token Mx thì các bạn đừng bỏ lỡ nhé. Chúng ta uh, tham gia để có thể nhận được uh, uh, chương trình Aerop miễn phí rất là chất lượng này. Những cái gì thắc mắc không hiểu thì các bạn có thể comment ở phía dưới của video, mình sẽ giải đáp giúp cho anh em nhé. Chúc cho em kiếm được thật nhiều coin và kiếm được thật nhiều tiền. Nhớ nhá nhấn đăng ký nhấn quả chuông để luôn được update những dự án uy tín và chất lượng nhất đến từ channel của tiền giúp phụ có bây giờ xin thân ái chào và hẹn gặp lại.